người giàu nhất Hồng Kông kêu gọi cải cách hiến pháp, tin từ Hồng Kông, Trung Cộng. Ông Lý Gia Thành là người giàu nhất ở Hồng Kông nói rằng tất cả người dân Hồng Kông, trong đó có ông ta, đều là người bị thiệt hại nếu việc cải cách bản hiến pháp Hồng Kông không tiến triển. Ông Thành nói rằng Hội đồng Lập pháp Hồng Kông phải thông qua bản hiến pháp tu chính để giúp cho Hồng Kông có thể phát triển. Trong ngày thứ tư, Hồng Kông thông báo đang tham khảo vòng thứ nhì về việc cải cách hiến pháp. Ông Đỗng Kiến Hoa là Phó Chủ tịch Ủy ban Tham khảo và là cựu hành chánh trưởng Hồng Kông, nói việc cải cách hiến pháp đang ở trong giai đoạn quan trọng và sẽ đáng tiếc nếu có người từ chối tham gia tiến trình quan trọng này. Ông Lý Gia Thành là tỷ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản và cũng là nhà từ thiện ở Hồng Kông. Ông ta được coi là nhà đầu tư có tầm vóc lớn nhất Á Châu. Năm 2007, tờ Forbes đã xếp ông vào vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu có nhất thế giới. Ông là chủ tịch tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố và Trường Giang Thực Nghiệp, được tạp chí Asia Week chọn là người đàn ông quyền lực nhất châu Á vào năm 2001.